Trần Biên Hải xin trân trọng kính chào bà con, kính chào các bạn. Trần Biên Hải muốn tranh thủ để tâm sự với bà con một chút về bộ mặt thật của tên luật sư Bìm Bìp đang tiến hành cách mạng trắng tại Việt Nam chúng ta. Vậy thì với cái bằng chứng này thì tôi hy vọng là tất cả những cái bạn nào từ bây giờ còn thấy ai tôi còn thấy ai và cộng đồng mạng chúng ta ấy còn thấy ai mà lên tiếng ủng hộ cho tên luật sư bìm bịp này thì chắc chắn người đó là ba que là người đang chống phá chế độ chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam của chúng ta thưa các bạn thế thì chúng ta hẳn chúng ta còn nhớ là cái thời gian gần nhất mà tên luật sư bìm bịp này về nước và hắn được xin và được đến thăm cựu thứ trưởng ngoại giao Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn và xin gặp được cựu chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết của chúng ta vào cái thời gian chưa đầy một năm đâu có 9 tháng rồi các bạn ạ. Ngay sau khi trở về đến Hilton trong một buổi nói chuyện trả lời các câu hỏi của thanh niên đại đạo thánh thất cao đài Houston, Texas. Nha, tôi xin nhắc lại là trong buổi trả lời các câu hỏi của thanh niên đại đạo thánh thất cao đài Houston, Texas. Thì hắn có những cái câu trả lời như thế này, rất là nhiên là nhiều nhưng mà tôi chỉ trích câu trả lời số 6, câu hỏi và câu trả lời số 6 của tên luật sư bìm bịp này thì mong rằng các bạn đây là lấy rằng đây là một cái bằng chứng khách quan nhất rõ ràng nhất và tôi cũng hy vọng rằng tôi không cần phải có một clip nào nó để nói đến tên luật sư đề tiện này nữa câu hỏi số 6 có một số người Việt Nam tự do cho là sự gặp gỡ của anh ở tư gia thứ sự trưởng Nguyễn Thanh Sơn và cuộc gặp gỡ tiếp xúc thân mật của anh với cựu chủ nước chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết là một hình thức thân cộng không thể chấp nhận được người ta cho rằng anh đã thay đổi lập trường không còn chống cộng nữa anh có thể giải thích mục đích và chủ trương của anh cho những chuyến thăm đó trả lời khi đã chấp nhận đối thoại đối tranh từng phần thì cần phải gặp đối thủ đối thủ trong ngoặc kép ạ à, đối thủ để bàn luận và chức vị của đối thủ càng cao bao nhiêu thì càng ép phê bấy nhiêu. Chẳng lẽ đối thoại là đối thoại với cấp bé không có thực lực để giải quyết vấn đề? Trước khi tôi đi Việt Nam, tôi đã từng công bố sách lược đấu tranh từng phần của tôi. Đấy nhá. Trước khi đi Việt Nam, tôi đã từng công bố sách lược đấu tranh từng phần của tôi. Ông Nguyễn Thanh Sơn và ông Nguyễn Minh Chiết đón tiếp tôi tại Tư Gia, tức là gửi ra một tín hiệu sách lược này không còn làm cho họ khó chịu. Không phải là không làm cho họ khó chịu, mà đây là mở rộng vòng tay để đón kiều bào về nước, để hợp tác, để xây dựng đất nước. Chứ mọi con đường đi mà trái với với là đường lối chủ trương của Đảng và trái với quan điểm chính sách pháp luật của nhà nước chúng tôi thì nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không bao giờ chấp nhận bởi vì những con đường đi đó là con đường hoàn toàn lệ thuộc vào ngoại bang nghe chưa ông luật sư bìm bịp ai cũng biết cộng sản là vô thần tôi tới tư gia ông Nguyễn Thanh Sơn có bàn thờ Phật và bàn thờ tổ tiên nhưng bàn thờ các Mark hay Hồ Chí Minh như trước kia để gửi à không còn bàn thờ các mác hay Hồ Chí Minh như trước kia để gửi một tín hiệu rất rõ ràng chủ nghĩa vô thần của cộng sản không còn nữa và khi các cán bộ cao cấp không còn tôn sùng chủ nghĩa và những lãnh tụ như trước thì luật tự nhiên đó sẽ là dần già sẽ phải có chuyển biến chính trị tại Việt Nam. Hơn nữa, Tổng thống George Bush khi còn đương nhiệm đã mời những chính sách, trong đó có những chính sách Cộng sản Việt Nam, về nông trại riêng của ông ở Texas. Khi chính những buổi thân mật này lại là những buổi để hiểu rõ nhau nhiều hơn. Tôi chủ sướng cách mạng trắng, mượn sức Cộng sản để thay đổi Cộng sản. Thì về nhà tư của những người này là một nhu cầu cho chiến thuật đấu tranh. Nhá. Các bạn nghe rõ nha Tôi chủ sướng cách mạng trắng Mượn sức của Cộng sản để thay đổi Cộng sản Thì về nhà tư của những người này là một nhu cầu cho chiến thuật, chiến thuật đấu tranh Chính những người Cộng sản gọc như Gorbachev và Boris Yeltsin đã làm sụp đổ chế độ Cộng sản ở Liên Xô Nói tóm lại, đi tới tư gia của những người lãnh đạo cao cấp của Cộng sản Việt Nam là thi hành kế sách mượn sức người làm sức mạnh của mình là một nhu cầu của cách mạng trắng mà tôi đề xướng. Như vậy, tôi vẫn là tôi, mục tiêu không thay đổi, tôi vẫn đấu tranh cho tự do, dân chủ và đa đảng ở Việt Nam, nhưng tôi thay đổi sách lược và chiến thuật để mục tiêu đó sớm hoàn thành mà thôi. Thế đấy thưa các bạn Hắn cho rằng cái gì ạ Chủ nghĩa vô thần Không còn nữa Thì cái này thì tôi không bàn luận Nhưng mà lại có cái <laughs> Điều như thế này này Không còn bàn thờ các mác hay Hồ Chí Minh như trước kia Người Việt Nam trước kia Cũng rất nhiều gia đình Rất nhiều thành phần trong xã hội từ cán bộ cho đến nhân dân đều có lập bàn thờ bác hồ kính yêu nhưng ngày nay thì nó ít đi bởi vì sao ạ? Cái lăng của bác nằm ở trung tâm của đất nước ấy, đó là chính một là một cái bàn thờ của Tổ quốc. Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ kết tràng hoa dâng chín mùa xuân. Đấy, cho nên cái việc là để bàn thờ của bác ở trong nhà ấy, ai để được thì để, không để được thì nó cũng không sao. Đó là bởi vì giữa ba đình lịch sử là đó là nơi thờ phượng bác của cả dân tộc này rồi. Thế còn bảo lập bàn thờ các mác. Xin lỗi ông xưa nay người dân Việt Nam chưa bao giờ biết lập bàn thờ của các mác. Và hắn là như thế này. Hắn gửi cho thế giới biết rằng cái gì ạ. Gửi một tín hiệu rất rõ ràng cho thế giới rằng chủ nghĩa vô thần của Cộng sản không còn nữa. Chưa bao giờ thấy bảo là chủ nghĩa Cộng sản là chủ nghĩa vô thần. Mà đây là chủ nghĩa Cộng sản. Nhìn nhận đánh giá sự việc. Nhìn nhận đánh giá thế giới theo quy luật phát triển thêm một cái con của chủ nghĩa duy vật biện chứng <laughs> và khi các cán bộ cao cấp của cộng sản không còn tôn sùng chủ nghĩa và những lãnh tụ như trước thì luật tự nhiên dần dà sẽ phải có chuyển biến trong chính trị tại Việt Nam chưa bao giờ người dân Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam hết tôn kính thành kính đối với lãnh tụ Hồ Chí Minh dân tộc Việt Nam thành kính người với một cái tấm lòng thành kính thiêng liêng nhất bởi vì tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng. Đấy. Và sau đây thì tôi sẽ gửi cho các bạn thấy là cái đoạn sau như này bây giờ phải nhấn nhá lại, bởi vì tôi không có khả năng bình luận các bạn ạ. Tôi chủ sướng cách mạng trắng, mượn sức của cộng sản để thay đổi cộng sản. thì về nhà tư của những người này là một nhu cầu cho chiến thuật đấu tranh. Chính những người cộng sản gộc như Góp Ba Chốt và Boris Ensin đã làm sụp đổ chế độ cộng sản ở Liên Xô. Nói tóm lại Đi tới nhà tư những người lãnh đạo cao cấp của cộng sản Việt Nam là thi hành kế sách mượn sức người làm sức mạnh của mình là một nhu cầu của cách mạng trắng mà tôi đề sướng. Như vậy tôi vẫn là tôi, mục tiêu không thay đổi, tôi vẫn đấu tranh cho tự do dân chủ và đa đảng ở Việt Nam, nhưng tôi thay đổi sách lược chiến thuật để mục tiêu đó sớm hoàn thành mà tôi. Đến đây thì Trần Viên Ải nghĩ rằng mình không còn bình, bình luận gì thêm nhiều nữa Mà tất cả những người nghe các bạn có lương chi Kể cả các bạn là fan ủng hộ Hoàng Duy Hùng Thì hãy nhận xét đánh giá con người này bằng lý trí Lời cuối cùng thì Trần Biên Ải xin uh, trân trọng kính chào bà con, trân trọng kính uh, chào các bạn và hẹn bà con và các bạn và uh, clip sau sẽ tặng chị em phụ nữ những cái câu chuyện vui vẻ hài hước nhất theo đúng phong cách của Trần Biên Ải. Xin trân trọng kính chào bà con.